Chào anh Thơ Quang, chào cả nhà. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ. Thì theo như thông tin chính thức thì năm 2022 thì Tòa án dân Hà Nội sẽ đưa ra xét xử đối với bị cáo Lê Văn Dũng, hay còn gọi là Lê Dũng Vova. Thì em sẽ nói qua một chút. Thì Lê Dũng Vova sinh năm 1970 tại Hà Nội. Trước khi anh ta dấn thân vào cái nghề dân chủ, kép đóng một kép cái từ này nhé, nghề dân chủ, thì anh ta là một kỹ sư, nhưng không biết vì cái cơ duyên gì thì anh ta đã lần lượt tham gia và là thành viên của rất nhiều hội, hội NU Hà Nội này, hội bầu bí thương nhân thương thân này, thường xuyên tham gia biểu tình chống Trung Quốc, hội viên hội nhà báo độc lập, vân vân cả. Và anh ta thường xuyên lên trên mạng xã hội live stream và có những cái phát ngôn đi ngược lại với lại lợi ích quốc gia dân tộc. Nói ngắn gọn thế, còn những anh bên kia thế giới chắc anh không hiểu gì về là quốc gia dân tộc đâu, Đúng cũng rồi. không hiểu gì về yêu nước thương nòi đâu. Thực ra các anh nói vậy thôi chứ các anh không hiểu đâu. Nếu các anh hiểu thì các anh không 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 bỏ đất nước anh ra đi như thế. Đấy. Thì Dũng, anh Dũng Vova này ấy, thì em cũng lịch sự của anh ta bằng anh, thì anh ta cũng có nhiều cái phát ngôn mà có thể nói là nó xuyên tạc, nó không đúng sự thật. Ví dụ như cái trường hợp mà cái việc nữ sinh ngoại thương tử vong cũng vậy. Thì anh ta cũng lên trên mạng, anh ta thốt ra những cái từ ngữ rất là khó nghe về cái vấn đề là nói là cái hệ thống giáo dục của chúng ta là ấu trĩ, yêu cầu học cái này yêu cầu học cái kia nhưng mà lại không bắt buộc học bơi, dẫn đến để chết đuối, đúng không? Thế nhưng mà anh ta là một trong những người cùng với các thành phần khác thì luôn muốn xóa bỏ lịch sử đó, muốn thay đổi lịch sử. Lịch sử của dân tộc thì anh ta muốn thay đổi, muốn viết lại lịch sử. Thế nhưng mà về học bơi ấy, thì anh ta lại nói những cái từ ngữ rất là khó nghe như vậy. Và rất nhiều câu chuyện khác, anh ta cũng học được một chút của truyền thông phương Tây, đó là anh ta chụp những cái bức ảnh ở những cái nơi khác nhau. Sau đó anh ta gán ghép vào một cái sự kiện ở một cái địa danh khác. Và anh ta cũng đã từng dính đến cái lùm xùm nghi vấn biển thủ tiền từ thiện. Đấy. Thì cụ thể là trong một lần minh bạch hóa cái hoạt động lợi dụng từ thiện này, giả danh đấu tranh dân chủ này để kiếm tiền, thì cái nhóm Minh Bạch Việt Nam mà do Lâm Ngân Mai cầm đầu ấy, Lâm Ngân Mai là ai thì mọi người cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Thì cũng đã vạch mặt không ít tên tuổi nổi bật, trong đó là có Lê Dũng Vô Ba. Cái này nó diễn ra từ từ lâu rồi. Chung quy là cái tóm lại đó, thì cái việc Lê Dũng Vô Va có những cái hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cụ thể thì chúng ta biết là cũng kéo dài một thời gian rất là dài, mà cái kênh này của anh ta thì được quảng bá rất là nhiều, đặc biệt là cái tay mà khoa khám ở Đức ấy, thì Lê cũng Trung đã Khoa. ca ngợi rất là nhiều. Thì chúng ta cũng đã biết. Đấy, thì cái việc Đảng Việt Tân, người ta cái tổ chức Việt Tân, người ta vinh danh, người ta kêu gọi những cái đối tượng này thì chúng ta hiểu rồi. Cái tổ chức Việt Tân là cái tổ chức khủng bố, chúng ta vì phải 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 nên nhớ một điều như thế, như 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 vậy, bởi vì cái tổ chức này đã được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liệt vào là một tổ chức khủng bố. Tổ chức này là do tiền thân là do Hoàng Cơ Minh, Còn là cơ một mình đúng không? cựu chuẩn tướng Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa thành lập năm 1980, thì đến năm 1982 thì đổi sang Đảng Việt Tân. Thì chúng ta có thể hiểu được về cái nguồn gốc gốc tích và cái hoạt động của cái tổ chức này như thế nào rồi. Thì những cái tổ chức này mà đi 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 kêu gọi hay là đi ủng hộ cho một cái đối tượng chống phá nhà nước, nó không có gì là lạ cả, nó không có gì là lạ. Và những cái đối tượng mà đã được tổ chức Việt Tân này ấy, hay các tổ chức khác ấy,
tham gia nâng đỡ, rồi tham gia đánh bóng tên tuổi, tham gia rồi đứng đằng sau giật dây này kia, thì chúng ta biết rồi, hậu quả của những đối tượng này thì đều về chung một nơi cả. Đấy, nó không có gì để đáng để nói. Thế nhưng mà bây giờ cái tổ chức Việt Tân này khi mà kêu gọi nhìn về Dũng-Cô-Va thì cũng như anh đã nói rồi, thì trước đây cái vụ nhà thờ Cha Tam đúng không ạ, là cái đúng vụ rồi. Được ghi ấn, ghi dấu ấn lại là khi mà trước khi cuộc đảo chính diễn ra thì anh em ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu thì đã phải tạm lánh đến một nhà người Việt gốc Hoa tên là Mã Tuyên ở khu vực Chợ Lớn để trốn rồi. Đến sáng ngày hôm sau, tức là ngày 2 tháng 11 năm 1963 thì hai ông đã đến nhà thờ Cha Tam này cầu nguyện trước khi bị phe đảo chính hạ sát ngay trên đường trở về từ nhà thờ Cha Tam đến Bộ Tổng Tham mưu của Việt Nam Cộng Hòa. Đấy, thì ngày đó đã có một cuộc điều tra nào chính thức đúng không ạ? Kể đúng cả rồi. Là cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa hay là chính phủ Mỹ ngày đó. Cái cuộc đấu tranh hay là đưa ra một cái kết hành luận động đấu tranh hay là có kết luận nào hay là một cuộc điều tra nào cụ thể về cái vấn đề là ai là người đã giết ông Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm, đúng rồi, ai là với người lại nói chung trực với, tiếp lại nói chung ví dụ như đi thí dụ mà gia đình ông Diệm giống Nhu đáng tội chết á, thì người ta bị tội gì cũng không có ai công bố hết, chung công nhận không, cũng đâu có nghe là chính quyền Mỹ hay xe hay là những người ở bên Việt Nam Cộng Hòa ngày đó công bố là gia đình ông Ngô Đình Diệm đã phạm vào tội này tội kia, đáng đáng phải chết hay đáng phải bị xử xử tử tại chỗ như thế nào, cũng không nghe luôn, đúng không? Thì đó, thì anh em chúng ta đều có thể biết được là qua cái sự kiện này là hai anh em ông Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm đã bị chết trên xe bọc thép M113. Thế thì em đang đặt ra một cái câu hỏi là cái giai đoạn đó thì cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa hay là chính phủ Mỹ đứng đằng sau đã đưa ra một cái điều tra, một cái kết luận hay một cái phiên, kể cả là phiên xét xử vắng mặt cũng được, bởi vì người ta chết rồi, và kết luận xem là cái hành động, cái sai phạm của hai anh em nhà ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Diệm là cái sai phạm gì mà bị chết và bị giết như vậy, đúng không ạ? Và ai là người trực tiếp chính đó, ai là người đứng đằng sau, ai là người giật dây, ai là người chi tiền, đúng không ạ? Bây giờ tất cả các cái bằng chứng lịch sử nó vẫn đang còn. Thế thì thử hỏi ngày đó cái việc tôn trọng về sinh mạng và vấn đề khác nó đảm bảo chưa, về nhân quyền nó đảm bảo chưa? Và nên nhớ là lúc này là ông Ngô Đình Diệm đang là Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải ai Đúng khác. rồi. Thế thì cái tổ chức Việt Tân này nó sản sinh ra là từ một chuẩn tướng, cựu chuẩn tướng của Việt Nam Cộng Hòa là Hoàng Cơ Minh, thì cũng có thể nói là thế hệ con cháu. Thế thì đã có cái bài viết nào lên án những cái người mà đã gây ra cái chết cho hai anh em là ông Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Diệm chưa, đúng không ạ? Chưa có một cái bài viết nào, một cái phân tích nào, đúng không ạ, và đưa ra ánh sáng những cái người đã trực tiếp tham gia vào cái cuộc đảo chính giết hai anh em nhà ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Diệm một cách nó dã man, xét xử không biết là bị tội danh gì. Thế thì tổ chức Việt Tân này hoàn toàn chưa có một bài phân tích hay chưa có một bài phản ánh nào vạch mặt ra những cái người đứng đằng sau đó, và ai phải chịu trách nhiệm cho cái việc này cũng không hề có. Cái Dũng Vô Va ấy mà tất cả những thành phần khác có liên quan đến cái sự ngấm ngầm ở phía sau của Việt Tân thì đều lãnh một cái hậu quả nó không có gì là tốt đẹp. Đấy, không có gì là tốt đẹp. Thì qua cái sự việc này, thì lồng ghép vào cái việc của Phạm Đoan Trang cũng vậy thôi. Đấy, thì chúng ta lại phải nhớ đến một cái nhiều anh vẫn nói. Thế thử hỏi bây giờ Phạm Đoan Trang hay Lê Dũng Vô Va là người yêu nước, đúng không ạ? Thế dân oan là oan cái gì? Cái gì chứng minh anh là dân oan, hay là dân oan do các anh tạo ra, đúng không ạ? Do các anh tạo ra những cái người tự nhận mình là dân oan. Còn những cái clip mà chia tiền cho dân oan ở công, còn bây giờ anh em chúng ta tìm vẫn thấy, đúng không ạ? Của các kênh YouTube anh em người ta quay được, người ta đưa lên đó, oan cái gì đấy? Hay là bây giờ hai nhà tranh chấp đất đai, đúng không ạ? Trong khi nhà người ta có sổ đỏ, bây giờ anh cứ đòi lấn chiếm đất người ta, anh lấn không được thì anh lại đi. Mà dân
với các anh ở bên kia thế giới, nếu mà dân oan á, tôi dám khẳng định là dân oan ở Mỹ nhiều hơn Việt Nam. Bởi vì là tất cả những anh vô gia cư ấy, mà các anh mà homeless ấy, các anh ấy dựng lều ở vỉa hè và những cái mảnh đất trống ấy, nếu như các anh ở Việt Nam mà là dân oan, những cái anh đó ở Mỹ cũng là dân oan hết. Bởi vì tất cả những cái khu đất đó không ai cấp cả. Thế nhưng mà sau này các anh ở xong, các anh chiếm, các anh bảo đó là đất của anh, Nghiệp luôn và chính phủ Mỹ thuê à. lại, thì các anh sẽ trở thành dân oan theo đúng nghĩa cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhá. Đó là dân oan, đúng không ạ? Thế thì bây giờ không ai chứng minh được. Và cái việc lên sóng này nó có sự chỉ đạo giật dây, có biên tập, có chương trình hẳn hoi. Chúng ta nhìn vào cái việc các anh ấy làm là chúng ta có thể biết được, có thể nhận định được theo cá nhân của từng người nhìn vào, chúng ta biết thôi, chứ không có gì là lạ cả. Đấy, đó là cái việc mà Dũng Vô Va đã liên đới. Thế thì chúng ta nhìn lại mới đây nhất, đó là Phạm Đoan Trang, thì cũng đã được chính phủ Mỹ vinh danh, đúng không ạ? Thế bây giờ Đúng rồi. nhắc lại một lần nữa, những người mùng 6 tháng 1 ở đồi Capitol, Đảng Việt, cái tổ chức khủng bố Việt Tân này này, chính phủ Mỹ này, Bộ Ngoại giao Mỹ này, đã vinh danh cho người ta chưa? Anh bảo người ta là vi phạm vào nền dân chủ Mỹ, thì những người đó người ta bảo là người ta đấu tranh cho dân chủ Mỹ. Thế các anh đã vinh danh Đúng cho rồi. người ta chưa? Edward Snowden chạy bao nhiêu năm nay, biệt tăm biệt tích, các anh đã vinh danh chưa? Những người chống đối lại chính phủ Mỹ thì các anh bắt, các anh xử phạt, đúng không ạ? Và những người chống đối làm vi phạm pháp luật Việt Nam thì các anh lại bảo là người ta là yêu nước. Thế thì nói như các anh ấy thì Bin Laden nó cũng yêu nước Mỹ thế, đúng không ạ? Chứ người ta không yêu nước Mỹ đâu, mà người ta phải bỏ chạy khỏi nước Mỹ đấy, các anh đuổi truy cùng giết tận đấy. Tại sao lại có cái sự đây? Chúng ta đã nói về tiêu chuẩn kép, đã nói về tiêu chuẩn kép, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà Phạm Đoan Trang hay là Lê Dũng Vô Va hay là tất cả những trường hợp khác, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, những cái trường hợp này ấy, rất nhiều trường hợp khác đã có những cái hành động đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc, đó là cái chung vào những cái điều của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nên là cái việc bị xử phạt theo pháp luật Việt Nam thì nó không có gì là sai cả, bởi vì luật pháp Việt Nam, hiến pháp Việt Nam ấy, đã được thông qua, đúng không ạ? Và đã được phát hành, được phổ biến đến toàn dân, người dân có chủ đầy đủ, không thiếu cái gì. Thế nhưng các anh không được phép vi phạm vào pháp luật. Đó không riêng Việt Nam mà tất cả các quốc gia khác cũng thế. Và cái việc này cũng đảm bảo được các yếu tố của hiến chương và luật pháp quốc tế, nó không có gì đi ngược lại cả. Bởi vì nếu mà pháp luật Việt Nam mà đi ngược lại với luật pháp quốc tế thì chắc chắn là các nước người ta sẽ có những ý kiến rồi, chứ không phải là không, đúng không ạ? Thế thì cái việc bị xử phạt theo không có gì để chúng ta phải bàn cãi, không có gì chúng ta phải bàn cãi. Và chúng ta lại nhớ lại một chút, nhớ lại một chút, thì sau khi Phạm Đoan Trang được vinh danh thì ngay lập tức các cái tổ chức này, các cái tổ chức mà ở nước ngoài đấy, tổ chức của các anh bên kia thế giới đấy, các anh lập tức tiếp cận ngay đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Mà chúng ta thấy là thời gian gần đây Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nấm mốc ấy là rất ít khi xuất hiện, đúng không ạ? Thế thì lại tiếp cận ngay để mà thổi phồng, để nói cho cái sự kiện nó tạo một cái dư luận lớn trong cái xã hội như vậy. Và chắc chắn sau này Lê Dũng Cô Va cũng sẽ vậy thôi. Đó là một cái bước đi, đúng không ạ? Đó là một cái bước đi rất rõ ràng mà chúng ta có thể thấy được là cái sự can thiệp một cách nó trắng trợn vào cái công việc nội bộ của Việt Nam chúng ta. Và chúng ta nên nhớ, trước đây Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Việt Nam chống phá lại nhà nước Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam, bị xử lý, sau đó được can thiệp và đưa sang Mỹ. Thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã kêu trời kêu đất lên ở trên mạng xã hội, cụ thể là Facebook, thì ngay lập tức bị các anh ở bên kia thế giới, các anh nhảy vào, các anh xâu xé, đúng không ạ? Các anh mạt hạn, mạt sát người ta, đồ phản chủ, đồ ăn cháo đá bát, rồi người mày được đưa Mỹ đưa sang đây, mày phải biết ơn nước Mỹ. Đó là cái tư duy gì, đúng không ạ? Tư duy vọng ngoại nô lệ nó thể hiện bao nhiêu năm qua nó vẫn không thay đổi, trong khi mình ở đất nước mình, tuân thủ pháp luật quốc gia mình,
Mà chúng ta nên nhớ là pháp luật của chung, của tất cả mọi người, ai cũng vậy, cũng đều phải chấp hành theo quy định của pháp luật, không ai đứng trên pháp luật. Lê Dũng Vô Ba cũng vậy, và tất cả các thành phần chống phá khác cũng thế. Thế nhưng người ta đã đi ngược lại, thì cái việc bị xử lý nó đâu có gì là quá đáng. Còn nếu mà trao giải ấy, thì chúng ta lại phải phải đặt vấn đề như thế này. À, chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ biết cái bà Susan Snack, quốc tịch Mỹ, là thành viên của tổ chức Phụ Nữ Vì Hòa Bình và Trao Đổi Toàn Cầu của Mỹ. Thì bà này đã từng bị bắt và bị kết án tù giam vì phản đối chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, đã được Đoàn Chủ tịch Liên Hiệp các Tổ chức Hội nghị Việt Nam trao kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc. Bởi vì chúng ta phải hiểu như thế này, với cái tấm lòng yêu thương hòa bình đó, và trước những cái nỗi đau mất mát không gì bù đắp được do cái cuộc chiến tranh tại Việt Nam tàn khốc mang lại, và không muốn những người lính Mỹ phải tiếp tục tử trận vì cuộc chiến phi nghĩa, thì khi cái bà Susan này, bà đang còn làm một nữ y tá chữa bệnh cho thương binh từ chiến trường Việt Nam trở về, thì lúc này bà đang là trung úy hải quân Mỹ, bà đã quyết định làm một cái việc theo cách riêng của bà để góp phần nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Cụ thể là ngày 12 tháng 10 năm 1968, bà Susan đã tổ chức một cái đợt giải truyền đơn từ trên máy bay của một người bạn ở vùng vịnh San Francisco, với nội dung thông báo về một cuộc tuần hành vì hòa bình của các cựu chiến binh và lính Mỹ tại các căn cứ quân sự tại khu vực vùng vịnh. Đấy. Thì tại một tàu sân bay và tại bệnh viện hải quân Okro, nơi bà làm việc, thì trong cái trang phục quân đội, bà luôn hô vang cái khẩu hiệu là hãy đưa những người con trai nước Mỹ còn sống trở về, và tích cực tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh. Thì vì những cái hành động đó, thì tháng 2 năm 1969, bà đã bị chính phủ Hoa Kỳ bắt, đưa ra tòa án binh và bị kết án 6 tháng tù giam và sa thải khỏi lực lượng vũ trang. Đấy, chúng ta thấy được không ạ? Cái bà này, bà có đi lại quyền lợi của nước Mỹ không? Bà có vi phạm pháp luật của nước Mỹ không? Thì chúng ta đặt một câu hỏi bà Susan này, đúng không ạ? Bà là một người có những cái, có thế nào là thể hiện quan điểm một cách ôn hòa là phản đối chiến tranh, và mong muốn những người quân nhân Mỹ trở về một cách an toàn và phản đối chiến tranh tại Việt Nam, thì đã bị chính phủ Mỹ bắt, giam, kết án phạt tù, sa thải khỏi lực lượng vũ trang. Bà có vi phạm pháp luật Mỹ không? Ai đã trao giải thưởng vinh danh, Bộ Ngoại giao Mỹ có trao giải thưởng vinh danh cho bà ấy không? Hay là coi bà ấy là một người đã từng phạm tội hình sự? Đó là một nhân chứng lịch sử, đúng không ạ? Một nhân chứng lịch sử chúng ta thấy được. Thì vì hành động có thể nói là vì hòa bình này, ủng hộ, gây quỹ, ủng hộ một số bệnh viện tại Việt Nam, thì ngày 6 tháng 2 năm 1969, thì bà Nguyễn Thị Bình thay mặt đoàn đại biểu của Mặt trận Dân tộc Thống nhất miền Nam Việt Nam tham dự hội nghị Paris đã gửi bức điện động viên, chia sẻ, bày tỏ tình cảm và sự biết ơn sâu sắc trước những hành động dũng cảm bất chấp nguy hiểm của bà và những người dân yêu chuộng hòa bình ở Mỹ vì nền độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Bà Susan cũng như nhiều người khác, nhiều người dân khác có đầy đủ tầng lớp khác ở nhiều quốc gia khác, thì em vẫn nói em rất là trân trọng và cảm ơn những tình cảm quý báu của những người dân luôn có tấm lòng yêu chuộng hòa bình và ủng hộ Việt Nam để chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam chúng ta, đã gây ra cái cảnh tang thương, đúng không ạ, đổ nát cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Thế thì những cái người này, người ta phản đối một cách nó hết sức ôn hòa, mà người ta không phải phản đối là phản đối chính sách của Mỹ về một góc độ nào, người ta chỉ phản đối về cuộc chiến tranh phi nghĩa thôi, thì người ta bị bắt giam. Thì chưa có ai, đúng không ạ, chưa có một cái tổ chức nào Việt Tân hay là Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho bà này cả, vinh danh cho bà này cả, đúng không ạ? Đó là kêu gọi nhìn về, đúng không? Dạ, kêu gọi nhìn về thôi. Đó là một cái ví dụ rất điển hình mà chúng ta thấy được là như vậy. Dĩ nhiên ở đây thì em không có phản bác bất kỳ một quan điểm của ai, bởi vì mỗi người có quan điểm riêng của mình, và cái đó nó đã hằn sâu trong tư tưởng.
về cái việc mà chúng ta trao đổi để có thể học hỏi thêm thì em rất là cảm ơn. Nhưng mà để có cái nhìn khác nhé, cái nhìn khác về cái việc vinh danh một người vi phạm pháp luật thì em hoàn toàn là lên án, hoàn toàn lên án. Bởi vì từ trước đến giờ chúng ta nhìn lại về đường lối ngoại giao thì Việt Nam chúng ta chưa hề phản đối bất kỳ một quốc gia nào xử lý những tổ chức cá nhân ở quốc gia đó mà vi phạm luật pháp của quốc gia đó. Chúng ta thể hiện sự tôn trọng nhất định về góc độ ngoại giao giữa hai nhà nước, nhưng người dân hay là các cái tổ chức khác, đúng không ạ, thì nó lại ở một khía cạnh khác. Một khía cạnh khác thì hôm trước chúng ta đã nói về nội dung này rồi. Thử hỏi tại sao Mỹ lại thực hiện những cái hành động này, thì cái hành động này chúng ta nhìn thấy rồi, và có những cái người anh em bên kia thế giới người ta đưa ra quan điểm rồi, chúng ta biết ngay là bản chất vấn đề nằm ở đâu. Đó là bản chất vấn đề, đó là cổ súy, đúng không ạ, đó là tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích là gì, gây cái mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước. Mà cái này ấy, thì nó sẽ đạt được mục đích của một vài cá nhân và một số tổ chức chống phá nhà nước. Thế nhưng cái hậu quả nặng nề nhất sẽ là người dân Việt Nam chúng ta gánh chịu. Phải nên nhớ như vậy. Chúng ta nhìn cuộc chiến của Nga và Ukraine ngày hôm nay thì tất cả những cảnh đổ nát đau thương ở Ukraine ngày hôm nay không khác gì ở Việt Nam trước năm 1975 cả. Thì đều là người dân Việt Nam là người phải đổ máu, đúng không ạ? Là phải mất mát, chứ đâu phải là người khác đâu. Thế thì những người tự cho mình là con cháu Lạc Hồng này, đúng không ạ, đấu tranh cho dân tôi này, tất các anh đấu tranh để các anh đưa dân tộc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá à? Hả?